Trong đoạn clip vừa được phóng viên thời sự ghi lại là hình ảnh một chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng trên đường Hồ Chí Minh. Phần thùng sau của xe chở đá dăm, thỉnh thoảng rơi xuống đường, rất dễ gây thương tích cho người đi đường. Các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp như thế này nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường.